ở một số bệnh nhân ở giai đoạn nhẹ thì có truyền tay nhau về bí kíp sử dụng các dược liệu để hỗ trợ điều trị căn bệnh này, ví dụ như các dược liệu cao rành rành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ. Bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết tác dụng của các dược liệu này đối với bệnh suy thận. Đối với những cái trường hợp mà suy thận ở mức độ nhẹ thì y học hiện đại chúng ta cũng chủ yếu là điều trị các cái yếu tố nguy cơ mà dẫn đến suy thận, như là các cái bệnh lý chúng ta phải điều trị dứt điểm các cái bệnh lý về mãn tính về thận. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số các cái dược liệu như là Hà Hoa vừa nói, tức là có thể sử dụng cái cao đan sâm này hoặc là cao hoàng kỳ. Thì cái tác dụng của đan sâm là một cái vị thuốc của y học cổ truyền, nó là vị thuốc hoạt huyết, có tác dụng rất là tốt trong các vấn đề hoạt huyết trong cơ thể, và nó có tác dụng làm tăng cường cái chức năng thận này. Nó cải thiện, qua các cái nghiên cứu của dược hiện đại, người ta nhận thấy rằng cái đan sâm này nó có tăng cường cái chức năng thận này, cải thiện cái vi tuần hoàn của mạch thận, và như vậy thì nó sẽ làm tăng cái mức lọc của cầu thận nên, và nó sẽ đào thải được các cái chất độc ra khỏi cơ thể. Và thứ hai nữa là cái hoàng kỳ là một cái thảo dược y học cổ truyền, nó có tác dụng bổ khí và là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể, và nó bổ khí nên là chính vì vậy mà qua các cái nghiên cứu người ta đã nhận thấy rằng nó có cái tác dụng làm giảm protein niệu, vì là trong các cái bệnh lý về thận mãn này, và đặc biệt trong suy thận thì bao giờ cũng có biểu hiện của cái protein niệu, và nó có tác dụng bảo thận, cải thiện cái tình trạng giữ nước natri và làm chậm cái tiến triển suy thận. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng các cái sản phẩm như là cao đan sâm hoặc cao hoàng kỳ để hỗ trợ trong việc làm giảm cái tiến trình suy thận bên cạnh các cái thuốc của các bác sĩ y học hiện đại. Vâng, vậy với những bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn hơn thì có thể kết hợp sử dụng các sản phẩm đông y có thành phần cao rành rành và các thảo dược khác trong điều trị không ạ? Vâng. Đối với những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn muộn thì chúng ta bên cạnh các cái phương pháp điều trị của y học hiện đại như là sử dụng thuốc này để điều trị các cái triệu chứng này, cũng như là có thể sử dụng các cái phương pháp điều trị thay thế như là lọc máu hay là chạy thận, thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ điều trị trong các cái sản phẩm từ thảo dược như là cây rành rành. Đây là một cái vị thuốc của y học cổ truyền, nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, và nó có tác dụng trên điều chỉnh huyết áp này, và một số các cái thảo dược khác như đan sâm, hoàng kỳ, phục linh, mã đề có tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu. Như vậy thì các cái chế phẩm này chúng ta có thể sử dụng phối hợp với các cái phương pháp điều trị của các bác sĩ y học hiện đại. Bố tôi đã từng bị suy thận, nhưng bây giờ sức khỏe đã tốt lên rất nhiều nhờ sử dụng thực phẩm chức năng Ích Thận Vương thường xuyên. Thực phẩm chức năng viên nén Ích Thận Vương giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận, giúp giảm nhu cầu lọc máu ở bệnh nhân suy thận. Ích Thận Vương hỗ trợ cho người bị suy thận. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.